Âm Thanh Bãi, Tuấn Phương, Kiên Giang xin kính chào mấy anh em. Hôm nay mình lại có số phân trần mình bán cho mấy anh em đây. Trước tiên mình đi đối bộ phân trần của JBL nè. JBL đời nè, đời 610, 612, 615 đều chạy một bộ phân trần JBL giống nhau hết mấy anh em nè ha. Nè, tụ mét nè. Đây nè mấy anh em. Đó. Mấy cuộn lọc chép nè, lọc bát nè, màu đen đen này ha. Mấy anh em nhìn nào biết chơi phân trần JBL là cái này là nhìn là biết phân trần của JBL nè. Nè, cái hàng bãi nè. Rất là xịn sò ha. Cuộn dây màu vàng đồng hết mấy anh em. À, mấy cuộn xeo rất đẹp luôn nha. Nhưng bộ này thì nói chung tiếng hay rồi nha. Bộ này đầu lai mình bán cho mấy anh em 700 ngàn nè. Đó. Tới đây mình có một bộ phân trần của DMX mấy anh em nha. DMX. Thì anh em nào biết chơi phân trần là nhìn cái khung này là biết DMX luôn nè. DMX mấy anh em nha. DMX. Đây. Thì cái bộ phân trần này DMX thì nó chạy toàn thủ Benix nè. Của Mỹ nè. Yontech Mỹ nè. Ha. Mấy anh em thấy mấy cái lo nguyên con của DMX á, là tròn là mình mấy anh em tháo ở đây là chạy bộ hôn tầng thứ này ha. Của DMX nè, hàng bãi rất là xịn sò mấy anh em nha ha. Đó, tròn trụ Benix rất là chất lượng mấy anh em. Nói chung với mấy bộ hôn tầng DMX mấy anh em để vô lo để tiếng cực kỳ hay, trong trẻo đẹp tiếng. Mấy cái trụ Benix nè, vô tấp nè, rất là đắt tiền chứ không rẻ đâu mấy anh em. Mấy anh em mua mới rất là đắt chứ không rẻ đâu. Cái bộ này mình bán cho mấy anh em 900 ngàn nè. Nó thật sự 900 ngàn mấy anh em mua tụ chưa đủ mấy anh em. Bộ hôn tầng mình mua mới tồn kho luôn, còn chưa sử dụng nữa mấy anh em. Rất đẹp luôn á nha, chưa sử dụng qua. Tới đây mình có một bộ nè của CF nha, gồm hai điện trở nhiệt nè, chết chống hú nè, chết chống hú nè mấy anh em ha, chết chống hú nè, cuộn dây AC nè, cuộn dây AC nè mấy anh em ha. Mấy anh em nào biết chơi phân tầng này, cái CF này nè, có số model lên đây luôn nè mấy anh em ha. Cái này hai bát một chép mấy anh em, cuộn dây AC luôn. Nói chung bộ này thì tiếng khỏi nói rồi ha. Cái cuộn dây này rất là đắt tiền, mấy anh em mua mới cuộn dây này không rẻ đâu ha. Mấy bộ phân tầng này mình chỉ mua tồn kho mới được giá rẻ thôi mấy anh em ha. Bộ này mình bán cho mấy anh em 1.700.000 nè ha, hai bát một chép mấy anh em nha. Đó, tới đây mình có một cặp lo 30 từ 190-76 nhện đen mấy anh em nha. Một cặp này lai nhau nè ha. Đây đó, một cặp mình bán một cặp luôn đây ha. Cái lo này có thể mấy anh em về làm monitor, làm súp điện cũng được mấy anh em nha, lai nhau ha, bán rẻ luôn. Cái này nhện đen cung 76 nè đó. Đó, có mã số trên màn luôn mấy anh em, nhện đen một chiếc ha. Chiếc này cũng từ 190-76 luôn ha, cũng rất là đẹp luôn. Hai chiếc ha, hai chiếc đồng từ đồng cun ha. Có thể mấy anh em về làm full giống nhau quýnh cũng được, làm mua to ha. Đó, hai chiếc lai nhau ha. Đó, mình bán một cặp này nè, mình bán một cặp này 1.1 triệu mấy anh em. Một cặp là 2.2 triệu, một chiếc 1.1 triệu ha. Còn nếu anh em mua chiếc thì chiếc này 1.2 triệu nè, chiếc nhìn đen là 1.2 triệu, chiếc này 1.1 triệu nha, chiếc này 1.1 triệu. Còn em mua cặp thì bán luôn một cặp 2.2 triệu hai mấy anh em nha. Lo còn zin đẹp nha, về làm là monitor, làm súp điện 30 là hết ý luôn mấy anh em nha. Lo bãi rất là xịn sò nha mấy anh em nha. Rồi tới đây mình có một chiếc 30, cái này cun lớn mấy anh em, cái này cun này phải tất cả 80-80 mấy nhện đen. Lo này lo súp mấy anh em nha, mấy anh em lo 30 này súp, có thể mấy anh em về làm súp điện cũng được nè, gân cao su nè ha, gân cao su nè mấy anh em, gân này chiên cho súp nè. Đó, rất là đẹp ha. Mấy anh em về mà có chiếc súp điện 30 á, mà để cái lo này vô quýnh tiếng rất mềm, keo màu hồng nè ha, nhìn rất là xịn sò mấy anh em. Lo neo nha mấy anh em nha. Đó, chiếc này mình bán cho mấy anh em 1.500.000, 1.500.000 chiếc lo này nè ha. Tới đây có một chiếc 40 nè, cũng lo cao sâu nha, khung xương của bay ma mấy anh em. Đây, khung xương của bay ma nè. Nè, giấy có cái màn nè, đây nè, tổng số 2019 ha, lo bãi tồn kho cũng lâu rồi. Cun 100, cun 100 nha mấy anh em, từ 220. Đây, màn còn rất đẹp luôn, lo zin hết trơn mấy anh em nha. Lo này tồn kho mới cũng chưa sử dụng luôn nè ha.
lỗ mũi màu nâu nâu bằng giấy gân gân luôn. Có thể lo này mấy anh em về làm mít lô, làm súp điện 40 cũng được, súp hơi cũng được mấy anh em nha. Rồi, cái này mình còn lẻ 1 chiếc nè, mình bán cho mấy anh em 1.600.000 thôi, 1.600.000 ha. Tới đây mình có một cặp 40 của GCF, cái này hàng bãi mấy anh em nha, hàng bãi GCF xương đôi nè, nước này nó giống như biên xe xương đôi vậy đó ha. Đây đó, nó giống như lò biên xe xương đôi ha. Cái này từ 22 cun 100 mấy lo này, lo có thể mấy anh em mua làm súp làm full cũng được nha. Mấy anh em làm súp full thì phải có chip lớn mấy anh em nha, chip 850 lo này thì tiếng làm mít lô, một là mít lô, hai làm súp, ba là làm full và mà phải kèm chip lớn mấy anh em nha. Tại lo cun trong này tiếng nó không sáng bằng cun 76 được nha, cho nên cầm mít lô cũng được nha. Lo này thì nói chung làm cái màn láng này làm full cũng được nha. Nói chung là nè, đây còn cặp rất đẹp luôn mấy anh em, còn chỉ bụi bặm thôi, mới nè, cái keo màu vàng này, hồng này rất là xịn sò mấy anh em nha, nhìn biết qua bãi rồi. Một cặp còn mới tinh luôn nè, cặp còn mới tinh luôn mấy anh em. Đây cặp này mình bán với 4 triệu mấy anh em, 4 triệu cặp lo này mấy anh em nha, 4 triệu. Tới đây mình có một cặp Thái Lan nha, 500B BA, hàng xịn của Thái Lan mấy anh em nha. Nè, 500B Thái Lan xịn ha. Lo này thì mấy anh em biết rồi ha. Lo này huyền thoại rồi ha. Anh em nào mê Thái Lan đây, mít lên Thái Lan, cái này hàng Thái xịn mấy anh em nha. Đây. Cun khoảng cái lo này cun 82 mấy anh em nha. Từ 190 cun 82. Đây. Lo zin hết mấy anh em nha. Còn rất đẹp, còn rất mới luôn. Đây. Thái Lan nha. 500B Thái Lan nè, màng nâu nâu là biết Thái Lan mấy anh em nha. Đây năm trăm B Thái Lan, đây đó, lo viên đẹp ha, là viên nè, nó chỉ đóng bụi bặm thôi mấy anh em, lo còn viên còn rất mới luôn, 500B Thái Lan nha mấy anh em, mũi viên hết nè ha, đó, chỉ có bụi bặm thôi. Đây lo mình bao zin hết, còn mới tinh luôn nè, mũi nè ha. Đây nè, đó, Thái Lan. Keo kia nè, keo chỉ còn zin hết ha. Lo này mình bán cho mấy anh em 3 triệu nha. Còn mới 99% nha. Ha. Rất đẹp nha mấy anh em nha. Lo này mới chắc cũng 5 triệu ngoài 6 triệu gì đó ha. Bán chỉ có chưa được nửa giá tiền mấy anh em. Hơn nửa giá tiền chút mà còn rất mới ha. Lo này về mấy anh em làm full tiếng rất là lớn cho mấy anh em nha. Sáng tiếng. Rồi. Tới đây mình có một cục nè, nổi tiếng anh em nha, vớt 4.800 anh em, vớt 4.800 nè, căng phu lớn, căng phu rất là lớn, con này quýnh súp được anh em, chạy 1 2 3 5 5 10 40 6, bên đây 6 11 22 44 con mấy anh em, 44 con chưa, không có kể lái mấy anh em nha, 44 con còng lớn không có lái nha mấy anh em, không tính lái nha, mình không tính lái, tính sò thôi. Tăng phô lớn dày cao nha mấy anh em nè, tăng phô rất là lớn á, tăng phô cỡ 2 2 tấc 2 mấy anh em, mà cao bằng cái mặt này luôn nè, 2 tấc 2 ba u nha mấy anh em, cao ba u, chạy 12 trụ nè, mấy này công lực cho mấy anh em nha, nhìn biết công lực rồi, mà còn zin hết nè. Cái dòng này mà còn zin gì rất hiếm anh em, còn zin đẹp như luôn nè, còn rất mới luôn ha, từ còng đến sò còn zin đẹp rất mới luôn. Đây ha, còn zin đẹp, cái này mình có thể quýnh súp đôi vẫn được mấy anh em, full đôi vẫn được. Cục này mạnh nè, tăng phu lớn nè, cục này chắc cỡ 1.600-1.700 mấy anh em, cho 4 ôm ha, 4.800 mấy anh em nha. Rồi cục này mình bán cho mấy anh em 4.800.000 ha, 4.800.000 mấy anh em nha, bán cho mấy anh em giá hữu nghị luôn ha. Tới đây mình có một cục gao nè ha, gao Bauer bên 2 ha, cái này của Mỹ nồi mấy anh em nha, gao Mỹ nồi, hàng xịn của Mỹ nha. Cục này thì không cần giới thiệu nhiều, chỉ cần giới thiệu giá thôi mấy anh em. Cục này điện 110 luôn mấy anh em, điện 120 của Mỹ luôn ha. Đây đó, còn zin đẹp hết đó mấy anh em, hàng gao Mỹ này thì khỏi nói rồi ha. Nè,
Hôm nay mình bán cho 5 triệu gửi mấy anh em, 5 triệu 500 ngàn. Rau Mỹ mấy anh em nha. Rau Mỹ nha. Tới đây một cái súp đây. Yamaha. Giúp Yamaha mấy anh em nha. Yamaha nè. Súp Yamaha. Đây model này nè. VW160 Yamaha xịn mấy anh em nha. Cái này nó chạy hai cái bát 20 mấy anh em ha. Điện 100V, hàng Yamaha xịn của Nhật mấy anh em. Đây nè ha, súp rất cao và sâu luôn mấy anh em, cao sâu nè, súp Yamaha ha. Đây model đây đó, Yamaha là mấy anh em biết rồi. Đây súp Yamaha model bao nhiêu nó chân mấy anh em nha, súp Yamaha nè. Đời này đây súp Yamaha 2 bát 20 mấy anh em à, model này mấy anh em biết rồi đó, còn rất đẹp luôn. Súp Yamaha đây, lo mình bao zin, bao sửa chữa hết mình nè. Rồi cái súp Yamaha này mình bán cho mấy anh em 5 triệu nè. Súp Yamaha mấy anh em nha. Mấy anh em đời này mấy anh em biết nè ha. Súp Yamaha. Rồi anh em nào hôm nay em Thanh Bãi Tấn Phương ha, có sổ lò bán cho mấy anh em. Anh em mua thì liên hệ với mình. Mình xin cảm ơn mấy anh em. Xin kính chào và hẹn gặp lại với sếp mấy anh em. Xin tạm biệt mấy anh em.